Ui dồi ôi, anh em thấy gì không? Quả phá thì dòng sẽ đốt thử cho mọi người nghe này. À. Ui, mình sẽ hóng. Sợ lắm, mình hơi hơi sợ và hơi run. Đấy, anh em ạ, dòng sẽ phải đốt cái này, không biết nó có kêu như nào, mọi người có nghe thấy không, nhưng mà thôi kệ, mình thử nào. Thử nhá. Tại mình ở bên Trung Quốc, bây giờ mình sẽ vào một cái tám quán tạp hóa để mình mua pháo để mình đi đốt à. Xem có pháo. Có pháo. Này mắt. Có. Này mắt. Cho một cái. Một cái. Sắp xa ba à? Sắp tiến à? À? Cô đang bảo là đợi để cô đi lấy. Giờ mình sẽ khám phá xem ở đây có những cái đồ gì nhá. Tạp hóa ở Trung Quốc có gì nhá. Sau mình sẽ mua pháo xong mình về sẽ đốt cho mọi người xem nhá. Đây là một cái quán tạp hóa này. Có các hộp sữa này à, hộp sữa này. Mình nhìn tấu á. Nhớ mái vấn. Ăn gì không? Đây là người giao. Họ nhìn tấu bị chỏ việc phải quét tiền. À, đây là có mấy cái chân gà các kiểu này. Đấy, hỏi xem mua ăn cái gì để tí mình gửi tiền. Mình là Việt Nam thì mình không biết nói, thì mình trên tay mình đã cầm cái quả pháo. Quả pháo này là à. À. Mình lấy cái này nhá. À. Hai cái. 4块, 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 86块. Cái 86 86 à. Đâu nhỉ? Mình sẽ một à, 4 5 6 7 8 9 4 7 8 9 7 đốt cuộn này. Bây giờ mình sẽ đợi đeo cái tất cho nó ấm cái chân á, ở thời tiết này thì rất là lạnh. Đấy. Đưa cái tất cho ấm. Lên đây chơi mình sẽ đốt pháo ở bên này cho mọi người xem nhé. Cảnh báo mọi người, mình không phải đốt ở Việt Nam. Đấy, sao mình lại đốt thì được. À. Mình sẽ thử đốt xem nó có cái gì hay ho nhá. Bây giờ mình sẽ đợi pháo xong ra, mình đi về có gì tí mình quay tiếp cho mọi người nhá. Đấy mọi người ạ. Mình đã mua pháo về. À, giờ mình sẽ đốt. Đốt thử nào, đốt đón Tết ở bên này luôn xong về Việt Nam. Không mang được sang bên Việt Nam được à. Xem đốt liệu nó có nổ cho. Uầy, quả này tha hồ mà nổ luôn à. À, nhưng bộ pháo này to chưa à. Thử đốt xem nó có kêu sướng tai không à. 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 Được rồi. Wow. Wow. Từ lên đây. Để kéo ha. Wow. Wow. Đấy. Đấy, nó dài như này cơ. À. Đấy. Quả pháo nó sẽ dài như này à, à, tha hồ mà đốt. Ấy làm tấm ảnh á, chụp tấm ảnh này à, đây đấy làm cái ảnh gì về Việt Nam làm kỷ niệm à, thấy chưa anh em? Wow, wow, tha hồ mà đốt luôn, đấy, à, giờ thử đốt ở đây xem nó có nổ mình không nhỉ? Thôi dầm sẽ bóc một quả dao, bóc kiểu gì nhỉ? Giải trong
trong này ấy. Đốt luôn á? Ừ. Không, từ từ đã, đốt đốt thử thử mấy quả đã. À đây đây, đây là mình giờ mình sẽ tháo này ra, đây. Tháo ít pháo ít ra xong mình đốt từng quả xem nào. Tí mình thử rồi thử quả to đùng một phát, tí mình đốt cả dây. À, mình thử kìa. Lại thử trên này đi. Đấy nhá. Đây nha mọi người xem này. Đấy. À, để đây này. Đấy, mọi người xem nhá. Đây nha. Ôi. Nghe sướng thế. Bây giờ mình sẽ chơi ở độ khó hơn này. Đây này, mọi người xem này. Đấy, xem nhá, mình sẽ để vào đây này. À. Để vào đây nhá, thả. Ôi. Nát luôn cái vỏ luôn. Tài. Thôi mình đi tìm một thứ gì đó để mình đốt tiếp. Tìm một cái vỏ chai gì đấy để mình đốt đây. À. Đấy. Anh em. À. Mình thử thử xem nào. Đốt. À. À. Từ từ nhá. Mình sẽ sử dụng quả điện thoại này để mình quay. Đâu thằng đặt cái này, đặt cái này ở gần đây nào. À, mình thấy đặt ở đây. Xong là xem thử nó sẽ có nổ to không. À, mình sẽ đặt ở đây. Đặt một góc. À, mình sẽ thử đốt vào cái chai này xem nhá. Xem nó có như nào. Ui. Ui. Ui giời ơi, anh em ạ, đây này, cái quả này nó nổi phồng hết đây này, khó này. Mình sẽ thử xem khi nào nó mới hỏng được cái này nhá. Ui, quả này nó không còn à. Không còn à, rơi đứt dây rồi. Hãy, kháng cầm cái này quả đi. Này, cầm này đi. Hãy thử xem mấy quả thì nó nổ cái này nhá. Phá hủy cái này. Nào, được chưa, phá hủy nhá. Không. Ui. Kêu sướng tai thật. Ui, nó sắp nổ rồi, sắp hỏng rồi. Bây giờ mình chơi độ khó hơn. Lấy cục đá này mình giữ vào đây. Thử giữ vào đây xem nó có bay được cục đá không. Thế anh em nghĩ là nó có tan được cái cục đá này đi không? Đấy. Theo anh em nghĩ là nó có tan được cái cục đá không? Đấy. Kiểu gì nhỉ? Ui. Chạy không kịp. Chạy không kịp luôn. Không, bây giờ mình phải đặt như này này. Xong đè này này. Nó mới không bay được. Như này này. Đấy. Theo anh em nghĩ là nó có. Có đâu mình phải lấy ít pháo đã. Đốt cho nó sướng. Ôi. Đốt tẹt ga luôn. Thử đốt tẹt ga luôn. Đấy. Đây những dây pháo. Tí mình sẽ chơi một phát nổ luôn. Thử đốt như này ha. Vỡ luôn này anh em ạ. Vỡ luôn rồi. Vỡ luôn quả pháo. Thấy chưa? Vỡ luôn rồi. Thử lại cho nó vỡ hẳn luôn. Đấy, để như này này. Ở từ từ ra còn nhiều mà. Đây. Đốt cả dây nó nổ hẳn. Xịt. Thử lại. Phát này mong thành công rồi. Này, anh em ạ, này thử lại cho cái này nát luôn này. Đấy, anh em xem này. Đấy, anh em xem đây này nó vỡ này. Đây, đây cho xem cái này vỡ này. Thắng đấy, nghe đây. Đây, này, em thấy chưa? Nó vỡ này. Vỡ tanh luôn này. Giờ mình sẽ để cái này. Xong mình sẽ đốt tiếp. Lợi hại chưa? Anh bảo làm quả. Đốt thế nào? Đây rồi cho. Anh thử đốt vào cái này hay anh đốt đi đâu? Lâu lắm không sợ, có dám đốt không? Có chứ. Lâu lắm không chơi đúng không? Anh run lắm rồi, sợ lắm rồi. Từ từ lại cho xe đi qua đã. Chịt phá cái là vứt luôn à? Đúng rồi, vứt ở xuống kia. Đừng có vứt kia nha, nổ cả dây đấy. Từ từ. Này. Ui, run quá em ơi.
kiểu sợ quá. Kiểu này là kiểu là chưa đốt lần sắp cháy kia. Xong chưa vứt. Lần đầu tiên sợ quá. Đây là bộ này là. À, tí anh em mình sẽ đốt một phát. Bây giờ mình sẽ cho nó đốt mấy quả nữa để phá tan cái cục này đã. Ôi, cái này hỏng rồi. Tao để anh bảo ca thể hiện nhá. Đấy anh em ạ, giờ mình sẽ đốt một mình sẽ cắt một đoạn dây ra mình đốt xem nó kêu như nào nhá. À, thử đốt xem. Ôi, anh em ạ, anh em nghe quả này thì nó sẽ như thế nào? Giờ mình sẽ đốt này, 1, 2, 3. Nào, anh em ạ. Nào sẽ đốt là anh em khán giả ai xem nhá. Anh em mời đốt pháo tẹt ga ở Trung Quốc không sợ luôn nhá. À. Ôi, anh em thấy chưa? Nó kêu sướng hết cả tai. Bây giờ mình sẽ đây này. Tí mình sẽ đốt như này này. Một phát đất từ đây ra này. Đấy, nó mới đẳng cấp. Giờ mình sẽ giờ từ từ đã. Từ từ. Chưa. Giờ mình sẽ đốt thử thêm một quả này. Xem nó có. Wow. Anh em ạ, đốt kiểu này nó cảm giác wow. Cảm giác nó sướng. Ngày xưa mình hay chơi kiểu này này. Bùm. Ngày xưa mình hay chơi kiểu ném này này. Đấy. Anh em ở Việt Nam mình mà được đốt pháo thì sướng. Nhưng mà cái này nó cũng nguy hiểm, cũng nổ nguy hiểm nên là không được đốt. Rồi sang Việt Nam, sang Trung Quốc thử trải nghiệm thôi. Chứ cái này cũng không hay ho gì đâu. Đấy. Không biết cameraman nó có quay được không nhưng mà không biết. Đấy anh em nhìn cái sợi dây dài này. Đấy, dài à. Một phát dài này. Đấy. Dài tít ở trên này luôn. Cái này khoảng bao nhiêu mét anh nhỉ? Từ đâu ấy nhỉ? Từ đâu chắc tầm khoảng 300 mét. 3 mét nhỉ? 300 mét. 300 mét. 30 mét. 30 mét. Dài lắm. Nay mình cần cắt một đoạn đốt rồi. Ai chờ thì bây giờ mình sẽ đốt đi. Đốt chưa anh? Anh cắt một đoạn ra để tí mình quay cái khác xong mình đốt đi. Anh em thấy chưa? Em sẽ đốt một dàn như này nhá. À, từ cho nó cuốn đã. À. Sợ lắm, mình hơi sợ và hơi run. Đấy, anh em ạ, giờ mình sẽ phải đốt cái này, không biết nó có kêu như nào, mọi người có nghe thấy không, nhưng mà thôi kệ mình thử nào. Thử nhá. Cái này thì kêu to lắm nhưng mà không biết mọi người có thấy không? Đấy, không biết mọi người có thấy không? Đấy, không biết mà cameraman có quay có thấy không nhưng mà mọi người này nhìn dưới này này. Đấy, những cái pháo nó nổ này. Đấy, vẫn còn thừa một cái để mình đốt luôn cho mọi người. Nó không hết đâu mà. Để mình đốt luôn. Anh em xem nhá. Đâu nhỉ, quả nào nhỉ? Quả này này. Đấy, để mình thử đốt quả này cho mọi người xem. Đấy. Quả này nữa nhỉ. Quả này này. Ủa, xịt. Xịt này. Đấy, anh em xem rồi. Mình còn dành lại một cái này để mình đốt. Tí mình đốt tiếp, đốt chơi thôi. Đấy, còn những cái sáp của nó này. Đấy, thấy không? Đấy, đốt pháo tẹt ga, không sợ à. Bây giờ cái này là những cái vỏ của nó bọc này. Đấy. À. Nhưng mà cái này nổ chúng người đau đấy. Nhưng mà mọi người đừng có mà mang về Việt Nam đốt là không được đâu. Bên Việt Nam mình không cho đốt đâu. Nhưng mà mình đốt ở bên Trung Quốc. Đấy, anh em thấy không? À, thấy không? Đây, nhà của người dân Trung Quốc này. Đấy. Đấy. Mọi người không chắc là mọi người nghĩ là mình ở đây là không phải Trung Quốc đúng không? Đây này, con xe của Trung Quốc luôn này. À, đây. Hãng xe gì đây mọi người? Đấy là con xe của bên Trung Quốc nha. Đấy. Nhà của Trung Quốc đây rồi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi nổ. Con xe là của mình nhá. Đây là con xe này là của anh này. Đấy. Đấy bây giờ mình sẽ đi tìm những cái pháo còn viên nghẹn để mình đốt tiếp này. Đấy, còn mấy quả này. Giờ mình sẽ đốt tiếp.
Hãy tự đốt tự quay cho anh em thấy đẳng cấp như nào luôn. À, nãy sợ camera quay cái kia nó không được. Đấy, phải như thế. Đấy. Đấy, phải như thế anh em ạ. Này, đốt cho anh em xem này. Đâu nhỉ? Đấy. Ui, kiểu... Đây anh em, mình dầm xin. Đốt nốt quả này nhá. Đốt nốt quả này nè. Em ạ, à, sáng sớm mình đốt quả pháo này thì người dân bảo không được đốt đây nữa. Thì bây giờ mình sẽ không đốt nữa, giờ mình sẽ đi về nhá. Ây, tha hồ sang Trung Quốc, tha hồ mà đốt pháo tẹt ga luôn. Đấy, nhưng mà ở Việt Nam mình thì không được đốt nhá. Mọi người ở Việt Nam đừng có mang về Việt Nam nhá, hàng cấm đấy. Ở bên Việt Nam hàng cấm đấy, nhưng mà mình sang bên Trung Quốc thì mình đốt được. Đấy, hay nên mọi người muốn theo dõi những cái hành trình của mình đi khám phá Trung Quốc thì mọi người nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nhá. Thì video mình kết thúc tại đây đây. Ai, công nhận sao bên này đốt pháo hay thật. Anh có cảm thấy đốt pháo nào? Anh lâu lắm không đốt, run hết cả người. Run lắm mọi người ạ. Lâu ngày xưa thì bọn mình hay được sang bên này, bọn mình hay đốt nhiều. Đấy, nhưng mà bây giờ thì lâu rồi, cấm cửa khẩu cấm các kiểu, giờ mới thông lại thì bọn mình mới được sang đây để trải nghiệm thôi. Chứ bọn mình không phải sang đây để mua sang Việt Nam cả. Đấy. Giờ video mình kết thúc ở đấy nha, mọi người cho đăng ký kênh nhá. Mình sẽ hóng.